Chiều ngày 25 tháng 10, Thành ủy Uông Bí long trọng tổ chức lễ trao quyết định kết nạp lớp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023. Tại buổi lễ, Thành ủy Uông Bí đã công bố quyết định kết nạp lớp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh cho 113 quần chúng ưu tú của 75 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Các đồng chí đảng viên được kết nạp phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày tổ chức lễ kết nạp. Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định 113 đảng viên được lựa chọn để trao quyết định lớp đảng viên 60 năm thành lập tỉnh là những đại diện tiêu biểu được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao. Do đó, các đồng chí đảng viên mới phải luôn ghi nhớ và thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định điều lệ Đảng, đồng thời không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về Đảng, năng lực công tác, khả năng vận động quần chúng, tích cực nghiên cứu nắm vững các chủ trương đường lối, các chỉ thị nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là chức năng nhiệm vụ của chi bộ nơi mình sinh hoạt. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình để cùng các đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị các chi đảng bộ tiếp tục phân công cán bộ đảng viên theo dõi, giáo dục, giúp đỡ để các đồng chí đảng viên mới được rèn luyện, cống hiến, phấn đấu, sớm trở thành đảng viên chính thức, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, chăm lo giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên. Cũng tại buổi lễ, đại diện cho 113 đảng viên mới đã phát biểu bày tỏ niềm xúc động, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt trong không khí phấn khởi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đang hướng về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, đồng thời hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần cách mạng, trau dồi hiểu biết về chính trị, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Trước đó, đoàn đại biểu dự lễ trao quyết định kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh của thành phố Uông Bí đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Bác Hồ, phường Trưng Vương.